Ồ, mọi người có nghe được tiếng chó không? À, và như đã hứa thì mình sẽ kể chuyện bộ đội. Nhưng mà kể theo tập tự tân binh, rồi đi học hoặc là chi xê, rồi ra quân. Hay là mình kể theo kiểu của mình. Nếu mà ai đã đi nghĩa vụ rồi thì mọi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau về cái ngày tháng quân ngũ. Và họ chỉ nhớ những cái gì mà nó gây ấn tượng mạnh nhất, ấn tượng đẹp nhất, và họ chỉ nhớ được như vậy và mình cũng sẽ như vậy. Việc gì phải tuân theo một cái trật tự, một cái trình tự thời gian. Khi mà mình có thể thì mình thích gì thì cái hồi mà mình ở Côn Đảo á, là hồi đó thì mình vừa mới tốt nghiệp cái khóa hạ sĩ quan chỉ huy và chuyên môn kỹ thuật. Thì ở đó mình học cung binh, học cung binh mà má học chung chung hết về mấy cái môn, năm môn của cung binh được đều ở Côn Đảo. Làm cung binh đường hầm, má đúng làm đường hầm luôn. Ăn xong suốt ngày hầm, ăn xong suốt ngày cốt pha, cốt thép, đá, cát, xi măng, thuốc nổ. Khi mà mình nắm được lính đầu tiên, để coi, phải không ta? Đó là được lính đầu tiên, được thứ hai ta. À, được lính đầu tiên, đúng rồi. Và hôm đó là Tết. Tết thì thường thường là thay nhau ôm súng lên nóc nhà ngồi canh máy bay. Thằng nào cũng như thằng nào hết, chia ca ra mà lên mà ngồi cả ngày cả đêm. Thì lúc hết ca xuống, mình vừa hết ca để mình xuống dưới phòng thì có một thằng lính, có một lính của mình đó, nó lớn tuổi hơn mình đấy. Khóc, nó đứng trong toilet đó, nó đứng trong nhà tắm đó, nó khóc hù cái đù, mình tưởng thằng nào đánh nó. Thường thường ở trong bộ đội thì lính cũ thường ăn hiếp lính mới, nó như vậy. Xong mình hỏi nó, thằng nào đánh mày, nói cho tao nghe. Cái nó, không anh ơi. Chứ sao mày khóc? Dạ, em nhớ mẹ, trời ơi. Cái Tết năm đó là Tết thứ hai của mình ở trong quân ngũ, trong bộ đội. Đó là Tết thứ hai của mình ở trong bộ đội. Nghe đây em nhớ mẹ. Mày vậy cũng được, thôi ráng nín đi. Hết 18 tháng rồi đó, lính của nó 18 tháng về với mẹ. Ok. Thì thực sự rồi đó, cái mà mình còn nghĩ được là suốt ngày lo cho cái đám lính của mình, cứ sợ là chỉ huy nó ăn hiếp, cứ sợ là mấy thằng lính cũ nó đánh. Và rút cuộc lính mình nó kéo nhau nó đi quất với lính cũ, chèm bẹp luôn. Đến nỗi đại trưởng kêu mình lên, mày coi là lính mày đi hùng. Nói chuyện nó xúc cả trung đội trưởng, em biết đâu. Ở đơn vị thì em quản lý nó, chứ lên công trường em có quản lý tụi nó đâu. Tụi nó đâu nằm trong cái tổ của em đâu, em quản lý không biết gì được. Lên trường nó xúc cái chuyện của nó, hỏi thằng nào chỉ huy tụi nó trên trường ấy. Không biết sao chung đội trưởng má lẹp bẹp cái quần vậy, nó nắm cổ áo rồi cũng tưởng nó giục mẹ nó xuống vực rồi chứ. Thế là cái tiểu đội bị kỷ luật. Thế kỷ luật thì chỉ chơi chung thôi. Bộ đội nó cũng rất là hay, chứ không phải như mọi người nghĩ đâu. Giờ đó là phục vụ cái này, phục vụ cái kia, phục vụ hay không do mình thôi, bệnh lĩnh hay không ở đó đó, sống chính mình hay không ở đó. Mình phải biết mình là ai, mình cần làm cái gì, và mình sẽ như thế nào. Và rốt cuộc, cuối cùng bạn sẽ biết bạn làm điều đó vì cái gì. Thì có một số thành phần hỏi mình là em có nói đi lính không anh? Rất là
không thích cái từ đi lính, mà mình nói đó là nghĩa vụ. Không phải là mình nói cho cái chính trị hay là cái chính quyền hay là cái gì cả, mà mình nói ở đây là đã có những lớp người đi trước, họ đã sẵn sàng làm cái nghĩa vụ đó để cho bạn có cuộc sống ngày hôm nay, thì ngày hôm nay chính bạn phải làm cái việc đó, chính bạn phải thực hiện cái nghĩa vụ đó cho thế hệ sau. Ở đây không có phục vụ ai hết. Mình là một thằng trung sĩ, học qua trung sĩ, và thường thường á thì mấy thằng trung sĩ ra quân sẽ được thượng sĩ, mình bị giam quân hàm là vì cái bệnh thành tích. Sáng sớm dậy gấp nội vụ, rồi thi đua trong công tác, học tập. Hồi đó mình công tác luôn, để học tập dẹp. Mình không thích cái vấn đề đó. Mình chỉ muốn anh em mình khả năng như thế nào, hãy cho họ làm hết khả năng của họ. Họ sai ở đâu, sửa họ ở đó. Họ không đúng chỗ nào, sửa họ ở đó cho nó hợp thời. Tại sao lại phải ép họ vào một cái khuôn khổ? Cái mệnh mày gấp có thể đẹp rồi, nhưng mà mày lên mày mày tô bức tường hay là mày xây cái, mày đặt cái viên gạch hoặc cục đá lên mày xây, má nó xấu quá. Thế nên đi cũng được, không đi cũng được. Bạn đi, bạn sẽ được nếm trải mọi điều rất là hay ho trong cuộc sống này, kiểu như ở trong đó là ông chủ uống rượu, rồi bạn sẽ được nếm trải cái chuyện mà uống rượu bằng ống hút hoặc là uống rượu bằng cái muỗng cà phê, cũng khá hay mà. Uống rượu xong sức dầu vô cho khỏi nghe mùi rượu. Còn hồi ở mình ở Cổ Đảo không uống sức dầu hết, đi nhậu về báo cáo, báo cáo ông chí tiêu trưởng, còn phải đi nhậu về chú ơi, thầy mẹ anh ơi, ngủ rồi rồi nha, ngủ á. Muốn kỷ luật kiểu gì, kỹ à, chơi chịu à. Có lần mình đi nhậu mà má báo động cả đại đội đi kiếm mình, vừa mới nghe tại mình nhậu ở gần đó luôn, vừa mới nghe báo động kiểm tra quân số, lại cục kích rồi. Này, thôi bỏ chai rượu đi mà em ba anh ơi, hỏi báo động gì hết mệt quá. Bạn cứ như vậy thôi, đi vào trong đó sẽ được học rất là nhiều thứ. Ví dụ như trồng rau, cút đất, đào ao, xúc bò, nấu cơm, nhúng lửa, lấy củi, bắn lựu đạn, ném súng. Bắn súng, ném lựu đạn. Vui ấy. Đó là cả một thanh sơn đá. Để đùa đâu, thử đi một lần. Thực sự nếu như ví dụ nha, bạn sống đến 60 tuổi bạn chết, thì 2 năm ví dụ thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm cái thời gian tồn tại của bạn trên cuộc sống này. Như mình vậy thôi, mình đi tới 3 năm rồi, đi về vẫn đi làm bình thường, vẫn học được nghề, vẫn biết được nhiều thứ, vẫn làm việc rất là ok, vẫn làm việc và người ta trả tiền. Thế thôi, còn việc tốt hay không là người khác đánh giá, mà không thể đánh giá được cái năng lực của mình. Có thể nó phù hợp với người này mà không phù hợp với người kia, thì là sao mình đánh giá được là mình tốt. Đi cho vui, rất là vui đấy. Và cái ngày ra quân ôm nhau mà khóc đấy, chứ đừng có đùa. Mình không có nói về chính trị, mình chỉ nói về những cái kỷ niệm vui, những câu chuyện vui, những cái hay, những cái đẹp, những cái đáng nhớ trong 34 tháng nghĩa vụ của mình. Đấy nha. Nhớ like, subscribe and nhấn cái chuông thì bạn sẽ nhận được tất cả các thông báo của mình. Nhấn cái chuông nhưng mà phải chọn vào cái chữ tất cả, bạn sẽ nhận được tất cả các thông báo của cái clip mình lên. Và hứa là mình sẽ không làm những cái clip sàm sàm như hồi trước đâu, và chỉ làm những clip sàm sàm như hồi này thôi. Nhớ ủng hộ cái mắt mà show nhé.
coi xong mắt mệt lắm á, nấu nồi cơm bây giờ chưa chín. Ô, cái nước mình chín.